Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của Tuấn Hải Dương ạ. Hôm nay đi tuyển cho anh em con hàng gọi là trâu rừng. Anh em nào mà fan của bộ to khủng thì anh em nhìn con này gọi là quá khủng luôn anh em ạ. Phải nói là con voi luôn, không phải con trâu anh em ạ. Anh em nhìn bộ hình bộ đầu mặt to cực kỳ luôn, má đỏ to dã man luôn anh em nhé. Con này nó trước ấy, nó bị chủ cũ này cho lồng tắm nên là kẹp mất dụng mất mấy lông đuôi mấy lông cánh, giờ đang ra gần xong rồi anh em nhé, đang bắt đầu lên lại cực kỳ ok, cực kỳ ngon cho anh em lết đánh lật vắt, cực kỳ dí chim luôn. Anh em cùng theo dõi clip nhá. Anh em nhìn quả bộ của con voi này có khét không anh em, bộ quá là khủng khiếp luôn anh em ạ. Đầu mặt nó to, nó đẹp, nó dữ dã man luôn anh em ơi. Đấy, anh em nhìn hình bộ này như con lực sĩ luôn anh em ạ. Thật sự thì cái con này ở cái thời điểm hiện tại này bắt thì quá là ngon luôn anh em ạ. Một con nết như này, bộ như này thì quá là ok. Mà anh em phải hiểu là con chim này ấy, là người ta cho ăn săn lồng tắm là bị kẹp rụng mất mấy cái lông đuôi kìa. Nó đang ra gần xong rồi anh em ạ. Mới cả như có một hay hai cái lông cánh cũng ra gần xong rồi anh em ạ. Thì như một cái lông cánh thì vậy. Anh em phải hiểu là con chim nó đang ra lông mà nó vẫn chơi được như này là cực kỳ xét anh em ạ. Nhìn bộ nó lực lắm anh em ạ. Chim này dí, chim rất là ác. Anh em nhìn nó dí con đằng sau kìa, xù như quả bóng luôn anh em ạ. Nói chung là nếu mà con này anh em chăm chỉ tầm một tuần nữa thôi là chắc chắn là do ánh nó sẽ khác anh em ạ. Để do người ta để nó gần lồng quá anh em ạ, nên là con chim nó hơi sụp, chứ không là nó vắt dí cực kỳ kinh luôn anh em ơi. Nói chung con hàng cực kỳ ngon cho anh em. Con này chim này thì bổi già rừng lên được tầm khoảng gần 2 mùa anh em nhé. Toàn được tầm khoảng 80% anh em ạ. Nói chung là rất là vừa tầm chơi. Một con chim bộ rất là trâu chó anh em ạ. Bộ quá là lực luôn. Bắt dí cũng rất là tốt. Mà anh em phải hiểu con chim này hiện tại của nửa nó chỉ được tầm khoảng 50-60% thôi. Mà chơi cũng rất là tốt rồi. Anh em nhìn nó dí kinh không? Cái con đằng sau lúc đầu chơi khét lắm anh em ạ, nhưng về sau con này nó dí nó sợ luôn anh em ơi. Con này thì em Tuấn Hải Dương ra lưu anh em với phí là 3.9 anh em nhé. Anh em nào yêu thì anh em cứ alo cho em Tuấn Hải Dương, tặng cho anh em thêm một cái lồng ép anh em ạ. Nói chung là phí trên thì em không bớt đâu anh em nhé. Con chim thì nó phí nó cực kỳ hợp lý rồi anh em ạ. Còn khẳng định cho anh em khi mà nó ra đủ lông mà con chim nó đạt hẳn nửa rồi thì chắc chắn là anh em có cộng đôi triệu vào thì mới bắt được những con như này anh em ạ. Con chim nó cực kỳ tiềm năng cho anh em. Đấy, anh em nhìn chưa, nó dí chim kinh khủng luôn. Nó đang ra lông này, nay em test nhẹ dãi tầm tiếng vụ đánh vô tư luôn anh em ạ. Rất là khỏe chim anh em ạ. Cực kỳ ngon cho anh em. Anh em nào yêu thì anh em cứ alo cho Tuấn Hải Dương nhé. Nói chung clip nó hơi dài nên nay clip này em chỉ lên một con này thôi. Nếu mà rảnh rỗi thì tối nay em sẽ lên thêm một con bổi nữa anh em ạ. Nói chung mà đi săn được những con bộ chất lượng này thì rất là ít anh em ạ. Hành rất là đều luôn. Nết cầu trông thấy nó rất là dẻo anh em nhé. Vắt dí ác luôn anh em ạ. Bộ lực to như con voi. Nói chung là để đi gặp những con đầu bộ to như này mà đầu mặt con này nó đầu mặt khủng dã man luôn anh em ạ. Mặt nó dữ lắm anh em ạ. Đầu nó to à. Hình bộ thì không chê được rồi. Đánh rất là đều các mặt luôn anh em ạ. Vắt dí ác luôn. Con này có cái nét đánh cực kỳ ngon, là cứ thi thoảng nó nhạy bung, cực kỳ nhạy bung xòe luôn. Con này chỉ đánh tầm khoảng 3-5 phút là lại bung xòe một phát anh em ạ, cực kỳ nhạy bung xòe. Đấy anh em ơi, nhìn dí kìa, cái nét cầu này anh em không bắt thì bắt con nào. Quá là ngon cho anh em nha. Anh em nào yêu thì anh em cứ alo cho em nhá, cung cấp cho anh em con bổi chất lượng nhất cho anh em. Thì nó ở lồng bên phải anh em nhé.
Đấy, tận lúc cuối cùng không còn ai nữa rồi. Nói chung là được tầm đây dãi tầm tiếng thì em cho nghỉ nha bạn. Một là nó đang ra lông nên mình không cho dãi sâu quá, hai là người ta về hết rồi anh em ạ. Lay em ra nó cũng muộn. Nói chung con chim nó có như nào thì em chia sẻ nó như vậy. Nói chung có nó dập mà nó bị kẹp cái lồng tắm ấy, nó chỉ dụng lông thôi chứ không bị hoảng nước gì đâu anh em ạ. Dụng lông thì nó hơi tụt nửa chút anh em ạ, nó chưa đạt hẳn nửa thôi. Còn ví dụ như củi nửa như này mà tí như này là cực kỳ yêu thương rồi, còn chăm nó đẩy nông rồi nó ok nên rồi thì cực kỳ khét anh em nhé. Đây em quay dãi xong về nhà em kè qua một lúc cho anh em xem này, bộ trông như con trâu luôn, về nhà vẫn vắt dí rất là ác luôn anh em ạ, đánh rất đều mặt luôn anh em nhé. Bộ sướng không anh em? Đây con chim người ta phải đến một tuần rồi không cho tắm anh em ạ. Đấy, dí ác không anh em? Quá ok cho anh em. Anh em nào yêu thì anh em alo luôn cho em Tuấn nhá. Anh em xem clip nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ em Tuấn Hải Dương nhá. Em cảm ơn anh em rất nhiều. Em quay gần cho anh em xem bộ con này đến đầu mặt các thứ thì cực kỳ ok luôn. Con này to, dài, ngực lở, yếm sâu đậm anh em ạ. Nói chung là cực kỳ đẹp anh em ạ. Hình bộ không có gì để chê con này anh em nhé. Anh em nó thích một con hàng bộ lực, bộ trâu thì anh em húp con này anh em nhé. Quay chi tiết cận cảnh cho anh em xem cho rõ luôn. Cực nhạy bung xòe luôn. Đấy, quá ok cho anh em luôn làm gì nữa. Xòe liên tục luôn, con này nhạy bung xòe lắm anh em ạ.